Ông Tuấn có 5 sào atiso. Sau khi trừ mọi chi phí, ông có thể thu lại khoảng 600 đến 700 triệu đồng mỗi năm từ việc bán lá, bông, thân và rễ. Có được thu nhập cao và ổn định như vậy là vì 5 năm qua, ông đã áp dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Tuy năng suất có giảm khoảng 10 đến 20%, nhưng chất lượng thì tăng lên rõ rệt. Việt Gáp thì nó cũng giảm thiểu được cái đầu tư tại vì từ vì hữu cơ không à. Như mình cung cấp cho những cái nhà sản xuất ra cao hoặc là cái thị trường tiêu thụ nó được bảo đảm đó. Atiso đạt chuẩn chất lượng phải được trồng ở độ cao 1.500 m so với mặt nước biển. Đặc biệt, để cây atiso cho dược tính cao, đa số hộ nông dân trồng loại cây này ở tỉnh Lâm Đồng đang tham gia chuỗi liên kết trồng và tiêu thụ atiso theo tiêu chuẩn sạch mà các hợp tác xã doanh nghiệp đưa ra. Quá trình từ khi xuống giống đến khi thu hoạch đều có sự giám sát, hỗ trợ về mặt kỹ thuật trồng, chăm sóc cây. Theo sát bà con nông dân, từng giai đoạn của cái cây atiso, rồi như là giật lá, bỏ phân, và đến khi thu hoạch mình cũng phải kiểm tra kỹ về mặt chất lượng, vì đây là cái sản phẩm về sức khỏe cộng đồng. Hiện nay tại tỉnh Lâm Đồng có khoảng 162 hectare atiso được trồng nhiều tại các phường 11, 12, thành phố Đà Lạt và huyện Lạc Dương. Và diện tích đang ngày càng mở rộng nhờ chính sách liên kết phát triển trồng cây dược liệu, nhất là khi atiso là một trong những cây trồng đặc sản chủ lực của tỉnh Lâm Đồng.